Hey yo, chào mọi người đã có mặt trên kênh của ASY. Đoán xem hôm nay tôi sẽ làm gì, hôm nay tôi sẽ đi đâu, hôm nay tôi sẽ ở đâu và hôm nay tôi sẽ gặp ai. Nhớ đón xem vlog này nha. Hey yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình mới make up xong và mình mặc bộ đồ này, thực sự nó rất là chật luôn. Đây, nhìn mình nè. Thực sự mình rất là mập, nhưng mà mặc bộ đồ này vào thì mình cảm thấy mình giảm đi được khoảng tầm 5 cân đó các bạn ạ. Phía bên kia thì mọi người đang chuẩn bị quay phim. Có một cô nàng, tí nữa mình sẽ qua review, mình sẽ qua hỏi thăm cô nàng đó. Nếu như mà các bạn biết cô nàng đó đã từng quay với mình trong những clip nào thì nhớ comment ở phía bên dưới nha. Và đây là nơi an tọa của mình. Và đây là bàn tiệc của mình. Wow, toàn là đồ ăn xoài nè. Nói chùa xíu thôi nhưng mà không sao mọi người. Đây là mỗi lần đi quay phim của mình các bạn. Rất là sung sướng. Rất là sung sướng. Nếu mà các bạn nào muốn đi quay phim á thì hãy đăng ký đi quay đi, sẽ sướng giống mình. Có lừa quá gì đó. Hey yo, mọi người, mình đã hóa thành ác quỷ rồi đây. Thực sự thì hôm nay mình đóng hai vai, một vai là ác quỷ và một vai là thiên thần. Nhưng mà mình không thích ác quỷ cho lắm. Nhìn ác quỷ nó dữ dằn lắm. Nhìn mình có dữ không? Hơi bị dữ các bạn ạ. Thôi, chắc là tí nữa mình sẽ hóa thành vai thiên thần và mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhưng mà nhìn đẹp mà. Mình là đại bàng, mình muốn ăn thịt nhiều mấy con chim bồ câu này, mà mấy con chim bồ câu này nó không sợ mình các bạn ạ. Nó không sợ mình. Tomorrow. Mọi người, thì hôm nay mình sẽ hóa thân thành một nam thần trong làm Free Fire. Không đi nha. Hey yo, chào mọi người. Thì đây là Bành Thị Hoài Linh. Đỗ Thị Hoài Linh. Đỗ em không ạ. Hôm nay thì Linh đang trong một vai một cô công chúa và mình trong vai là một hoàng tử, một thiên thần. Thiên thần không có cánh. Ngày mai thì mình sẽ là ác quỷ. Thiên thần. Ok. Hôm nay thì em quay đi trên đó, em đi xuống dưới đây thì em thấy cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy đau chân. Đau chân. Đau chân chứ, tại vì bình thường là toàn đeo cơ. Đây các bạn. Rất là đẹp. Wow. Thôi mình bỏ xuống đi. Hôm nay thì nói chung là bọn mình quay từ sáng đến tối rồi. Đây là cái cảnh cuối cùng mà bọn mình đang quay. Giả bộ, nó giả bộ. Chứ còn rất nhiều cảnh mà. Đúng rồi. Và các bạn ơi, nhớ đón xem vlog của mình và đừng quên, nếu ai chưa chồng bỏ chồng chê hoặc là chưa có bộ chồng chê thì nhớ tìm kiếm đến Facebook Đỗ Thị Hoài Linh. Mình thích con trai rồi nha các bạn.
Cảm ơn mọi người, bye bye. Cái gì á? Bị cắn rồi. Đó, em xin cái bị cắn mơ mày đi ơi. Linh với AS lùi lại cho anh 2 tí. Yến ơi. Mỹ Thuật ơi, Mỹ Thuật ơi. Còn cái ly uống rượu là đang không anh? Đi không đi. Cái ly đi ly đi không. Đúng rồi đấy, làm sao để cho anh có thể xoay được một vòng tròn này? Đấy, đúng rồi. Lên kia. Ôi, chờ. Nó là như thế, nó là như thế. Ok. Không, nó lắc phải lắc đều nhau, chứ không phải bước ngược, phải bước cùng nhau gì được vậy nào? Ừ. Đấy. Thì thế cũng phải. À, thì thế nên nó mới lắc. Rồi nhá, chuẩn bị nào, chơi đi em ơi. Chơi đây. 2, 1, 2. Cứ đi qua đi lại mà. Cứ chạy qua để lại em ơi. Đấy. Còn anh, còn nhanh này, nhanh. Yêu mọi người thì đây là cái cảnh mà bạn Linh sẽ cầm con dao đâu em? Đó, con dao sẽ đâm mình. Quay rồi nha mọi người, quay rồi nha mọi người. Hay vô mọi người, mình lại thay đồ ra nữa rồi. Và lần này mình sẽ biến thành ác quỷ. Thay vì rồi nãy là mình là một thiên thần. Đang thèm khát máu. Chuẩn bị tới pha mình diễn rồi. Cái cánh của tôi đâu rồi ta? Tí nữa tôi lấy cái cánh cho mọi người xem. Thì Chuẩn bị quay. Không biết là cánh này mình có. Cánh này mà mình đập được là mình bay nãy giờ rồi các bạn ạ. Nay thì không có đồng hồ, giả bộ xem nữa cho mọi người. Hiện tại là nói vậy thôi, hiện tại 2 giờ sáng rồi các bạn ạ. Em ơi, thèm em ơi, không được OT em ơi, rồi chưa 2 giờ sáng em ơi, đói thì anh chết em ơi. Hiện tại thì chưa mới có 22 giờ tối rồi nha mọi người. Thôi chuẩn bị quay nha mọi người, bye bye mọi người. Sướng. Em có biết rằng là ai tên Linh thì cũng dễ thương, xinh đẹp. Nhưng mà sao em xấu vậy? Xấu là hết tử rồi đó. Hay vô mọi người, hiện tại thì mình bắt đầu là đeo cánh thiên thần vào. Từ ác quỷ chuyển thành thiên thần. Và bây giờ không có cách nào để đeo cái cánh này hết. Đang phải suy nghĩ hay là cột ngay cổ á. Cột vô cổ vậy nè. Đeo cánh cột cổ vậy nè. Đang phải suy nghĩ rất là nhiều các bạn ạ. Đang phải tư duy đeo cánh mọi người. Vô mọi người, như vậy là đã quay xong rồi. Một ngày thực sự là rất là sung sướng, rất là nhiệt huyết. Hôm nay là 1:20 rồi. Là qua ngày mới rồi các bạn ạ. Nhưng không sao, chúng ta đã
hoàn thành xong và cũng cảm ơn tất cả các đội ekip rồi các đội ngũ các bạn hỗ trợ ở đây đã cố gắng hết mình để làm cho cái buổi quay phim này thành công. Nhưng mà chưa đâu, chúng ta còn ngày mai nữa nha. Theo mình về